Sau 8 năm kinh doanh hàng không giá rẻ thì hãng hàng không Jetstar Pacific mới đây đã công bố có lãi. Thông tin từ Jetstar Pacific cho hay, hãng hàng không này đã lãi được khoảng 100 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2015. Bên cạnh những yếu tố chủ quan sau 3 năm tích cực tái cơ cấu, đại diện Jetstar Pacific cho rằng những thành công này có được cũng nhờ vào một số yếu tố khách quan như giá dầu thế giới sụt giảm mạnh từ quý tư năm ngoái đến quý 1 năm nay, nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không nội địa tăng trưởng lớn vượt khỏi dự báo. Cũng từ tháng năm này, Jetstar Pacific bắt đầu thực hiện chiến lược thương hiệu kép, tức là quảng bá và kết nối các hoạt động kinh doanh của mình với hai cổ đông lớn là Vietnam Airlines và Qantas, với kỳ vọng những ưu đãi của các hãng bay lớn này có thể giúp gia tăng lượng khách bay. Ba năm tái cơ cấu vừa qua cũng là khoảng thời gian mà Vietnam Airlines thay tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC làm cổ đồng chiến lược giữ 70% vốn tại Jetstar Pacific.